thoái hóa khớp gối làm giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh. Vậy làm sao để biết mình có bị thoái hóa khớp gối và những dấu hiệu của thoái hóa khớp gối là gì? Hãy cùng tìm hiểu trong cuộc trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Lưu Hồng Hải, bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng. Xin chào bác sĩ. Ở số trước thì chúng ta đều biết rằng ai cũng có nguy cơ mắc thoái hóa khớp gối. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết những dấu hiệu cơ bản để nhận biết mình có đang mắc thoái hóa khớp gối là gì không ạ? Vâng. Bệnh thoái hóa khớp gối là một bệnh mãn tính. Để xác định cái bệnh này như có những triệu chứng gì thì chúng ta phải lưu ý. Một là cái đau ở khớp. Thì đau ở khớp gối là khi vận động nhiều. Thứ hai là hay đau về đêm. Và thứ ba là đau kèm theo với sưng nề ở khớp gối. Đặc biệt khi mà chúng ta thấy rằng cái triệu chứng sưng nề nó to lên và có thể là đấy là cái tràn dịch khớp, và khi mà chọc cái dịch khớp ra thì chúng ta lại thấy sau đó nó lại tràn lại. Dần dần cái bệnh này tiến triển nặng hơn thì nó trở thành nữa là sẽ hạn chế vận động khớp và dẫn đến cứng khớp. Nhiều người nhầm lẫn giữa thoái hóa khớp gối với một căn bệnh khá phổ biến khác là loãng xương. Vậy thì liệu có mối liên quan nào giữa hai căn bệnh này không thưa bác sĩ? Vâng, hai căn bệnh thoái hóa khớp gối và bệnh loãng xương là hai bệnh trên cái hệ thống về xương khớp. Tuy nhiên hai cái bệnh này về cơ chế bệnh sinh hoàn toàn khác nhau. Cho nên với cái bệnh thoái hóa khớp gối và bệnh loãng xương cần phải được chẩn đoán chính xác, và như vậy thì người bệnh phải đến để thầy thuốc để được khám ra bệnh đây là thoái hóa khớp hay loãng xương để có cái điều trị cho nó hợp lý. Thưa bác sĩ, vậy thì làm thế nào để phân biệt dấu hiệu giữa thoái hóa khớp gối và loãng xương? Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể thêm có được không ạ? Vâng, thoái hóa khớp gối là một cái bệnh mãn tính tiến triển ngày một tăng lên và ngày một nặng hơn. Nó xác định là với các cái triệu chứng rất rõ ràng. Tuy nhiên về cái bệnh loãng xương thì chúng ta thấy rằng nó tiến triển rất âm thầm và nó thông thường là ở những cái người trên 50 tuổi, những cái lứa tuổi trung niên. Và thứ hai nữa là tự nhiên người ta thấy tự nhiên là mình thấy gù đi, cột sống nó cong lại và chiều cao nó giảm xuống, và tự nhiên nó mình đang đi tự nhiên khuỵu xuống không đi lại được, tức là những cái gãy xương bệnh lý xảy ra. Cho nên chính vì vậy trong cái loãng xương là nó sẽ với người già, và khi mà loãng xương nặng có thể là gãy xương bệnh lý. Cho nên đây là hai cái mặt bệnh hoàn toàn có sự khác nhau. Và cái bệnh lý loãng xương thì chúng ta phải căn cứ vào thứ nhất là những cái người thông thường là những người cao tuổi, và thứ hai là chúng ta phải đi đo độ loãng xương thì chuẩn đoán sẽ xác định rất là dễ dàng. Vậy thì khi có dấu hiệu mắc thoái hóa khớp gối thì chúng ta sẽ có những biện pháp như thế nào để chẩn đoán ạ? Phải nói khi mà có cái thoái hóa khớp gối thì đầu tiên chúng ta phải khám xét về lâm sàng. Khám xét về lâm sàng thì phải căn cứ vào các cái triệu chứng như tôi đã nói trên. Ngoài ra chúng ta còn phải khám các cái hệ thống dây chằng, rồi hệ thống trụ trên và các cái dây chằng chéo trong gối xem có bị tổn thương hay không. Ngoài những cái biện pháp về khám xét lâm sàng thì chúng ta phải có những các cái xét nghiệm phi lâm sàng. Thì đó là chúng ta sẽ chụp X-quang, chúng ta sẽ nếu cần hơn nữa chúng ta sẽ chụp CT, hoặc đặc biệt hơn nữa có thể chụp cộng hưởng từ. Và ngoài các cái chụp về chẩn đoán hình ảnh thì chúng ta có thể phải siêu âm và đo cái mức lượng dịch ở trong khớp có nhiều hay ít và có phải chọc hút hay không. Đấy là những các cái biện pháp là về lâm sàng và cận lâm sàng để chẩn đoán chính xác cái giai đoạn bệnh. Dạ vâng, thưa bác sĩ, phòng bệnh thì vẫn hơn chữa bệnh đúng không ạ? Vậy thì trước khi có những dấu hiệu mắc thoái hóa khớp gối, chúng ta có cách nào để có thể giảm nguy cơ mắc thoái hóa khớp gối không ạ? Vâng, ngoài những cái vấn đề được thăm khám điều trị đúng các cái quy trình điều trị của thoái hóa khớp gối thì người bệnh phải thấy rằng là biết tự phòng bệnh cho mình. Thứ nhất là về cái cách tập luyện thể dục thể thao, nó bổ ích cho khớp. Không nên tập đi bộ, để lấy đi bộ tập thể dục. Thứ hai là phải tập những cái môn đỡ ảnh hưởng đến cái bệnh lý này. Đó là đạp xe đạp, đi bơi lội, để tập yoga.
vì các cái môn này nó không tì đè nhiều lên các cái mặt sụn khớp, đặc biệt là đối với khớp gối, thời gian mài mòn cái khớp nó chậm lại và như thế cái bệnh nó không tiến triển nặng hơn. Ngoài những cái vấn đề tập luyện ra thì người bệnh rất lưu ý đến cái chế độ sinh hoạt khác, như thế là phải giữ ấm cái khớp gối ở mùa đông mà thỉnh thoảng phải xoa bóp nó để cho nó tăng cường dinh dưỡng đến các cái lớp cân cơ bao khớp, rồi dẫn đến đó là các cái sụn khớp. Ngoài vấn đề như vậy thì các cái làm sao chúng ta không được tăng cân. Tăng cân gây là một cái trọng lượng nó tăng lên và như vậy thì cái sức đi tì đè trên các cái mặt khớp nó sẽ tăng lên, sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề là mài mòn của sụn và tổn thương, nứt vỡ các cái sụn ở khớp thì cũng dẫn đến cái bệnh trầm trọng hơn. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ ngày hôm nay. Thưa quý vị, thoái hóa khớp gối hiện vẫn đang là một trong những tác nhân hàng đầu gây tàn phế. Ở số sau, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về những tác động, ảnh hưởng cũng như biến chứng của căn bệnh này đối với đời sống của người bệnh.